Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTVD. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay toàn miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới từ đêm qua đã tăng cường tràn xuống, làm cho nhiệt độ giảm thấp chỉ từ 12 đến 15 độ ở vùng núi, còn vùng trung du và đồng bằng với mức nhiệt từ 16 đến 18 độ. Đến trưa chiều trời nắng nhẹ một chút nên nền nhiệt tăng lên mức từ 23 đến 25 độ. Dự báo đến ngày 29 tháng 11 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới liên tiếp tràn xuống, khiến cho nhiệt độ ở miền Bắc về đêm và sáng sớm giảm thêm, làm cho miền Bắc rất khô sẽ kéo dài cho đến tháng sau. Đối với khu vực miền Trung, do khối không khí lạnh ở miền Bắc vẫn còn duy trì nên tăng cường xuống, làm cho miền Trung bước vào giai đoạn mưa dông diện rộng mới. Các đợt mưa vừa đến mưa to kéo dài xuất hiện nhiều nơi từ nay đến ngày 30 tháng 11 dọc theo các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Bình Thuận, với lượng mưa cụ thể như sau: ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi cao hơn. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Ở Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận với lượng mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Do có mưa nên nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt từ 21 đến 25 độ, trời lạnh. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận với nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Lưu xuống miền Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của ba hội tụ bởi không khí lạnh tăng cường tràn xuống cùng với rãnh thấp xích đạo kết hợp với đới gió đông trên cao vẫn còn tồn tại, nên sẽ gây ra mưa và nơi tăng trở lại, làm cho nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên cũng hạ xuống còn 26 đến 28 độ. Trong khi đó, nhiệt độ ở Nam Bộ cũng giảm chỉ từ 30 đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên trong ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Ngoài ra, ở vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.